được, ho, sổ mũi, riết. Giật không? Dạ chưa, giật, mắt đổ gàn rất nhiều. Rồi hơi thối. Trời, mũ bùm lum. Một cái mũ này là gì vậy? Đó để bị lâu rồi đó. Con này phải chơi 1 tháng rưỡi, 2 tháng rồi. Về cách ly đi, ở đây cũng có nhà đó. Cái này cái chiếc xứ nó đâu, nó mua cái gì? Của người ta gửi chữa bệnh giật. Kare rồi. Làm gì nữa? Chữa được không bác sĩ? Anh xuống đọc đi. Quay cái này, đọc cho kỹ. Đây nè, triệu chứng rất là rõ. Một cái đây nè, cái đây nữa, thêm cái đây nữa nè. Của em là đặc trưng của kare rồi. Quan trọng nó còn ăn được hay không? Dạ sáng cho nó uống sữa được. Không phải uống sữa, anh hỏi nó ăn được hay không? Dạ không. Không hả? Giờ gắng cố gắng, nếu mà chích điều trị trong vòng khoảng 3 tới 5 ngày, nếu mà tình hình nó khá hơn thì mình tiếp tục điều trị, còn nếu không khá hơn là thua. Này nè, đây nè, đây nè, trong đó em có đủ hết rồi. Giờ còn cái giai đoạn thần kinh thôi. Tại vì khi mà nó đây nè, từ 1 tuần, 2 tuần tới 3 tuần nè, đó nó bắt đầu nó kéo qua bên đây rồi. Thấy không? Cái giai đoạn này thường á là khoảng 2 tuần là nó bị rồi. Thành ra khi mà sừng quá gan bàn chân như vậy là con chó em đã bị khoảng 2 tuần hơn rồi. Yeah. Này đuối rồi nha. Thank you.
Nhớ kỹ giùm anh nha. Dạ. Cẩn thận một chút.